Tôi xin chào mọi người nhá. Hôm nay em lại tiếp tục giao lưu với mọi người này. Đấy, một cái mã số thứ nhất đây là một chậu hồng cánh sen. 9 cặp lá mọi người nhá. Cây này thì nó bị đây một tí này, xước đây một tí mọi người nhá. Đấy, còn đâu là lành hết. Cái này thì đã ra hoa ở những vườn em rồi. 9 cặp lá mọi người nhá. Bản lá thì to. Xếp đều đẹp. Chỗ này em đang giao lưu với anh em là mọi người là 750k bao ship mọi người nhá. 750 bao ship này. Tiếp theo mã số thứ hai đó là một giò lũa treo nhá. Nhạn 4N mọi người nhá. 3 cây này được ghép 3 cây này. Đây. Xếp đều đẹp. Đấy 3 cây nhá, trên một giò khúc lũa như này mọi người nhá. Cái giò này em đang giao lưu là 1.650.000 bao ship. 1650 nhá. Bao ship ạ. Mã số thứ 3 lại là một chậu nhạn 4N mọi người nhá. Đấy. Cũng được ghép lũa nghệ thuật như này. Đấy. Cái giò này thì là 550 nhá, 550 bao ship ạ. Đấy 550 ạ. Tiếp theo mã số thứ 4 đó chính là lại là một con trâu mọi người ạ. Con trâu này. Màu đỏ nhá. Bên này thì nó bị lỗi một lá này. Cắt một lá. Cây nó cao. Đấy. Xếp đều như này. Đấy cây này lỗi thì em để rẻ cho mọi người là 500 bao ship mọi người nhá. 500 bao ship ạ. Đấy. Mã số thứ 5 đó là một dề hỏa hoàng cam nhá. Cây này đang có nụ mọi người này. Đấy đang có nụ này, về mọi người chơi hoa luôn. Rễ hỏa hồng qua hỏa hồng cam nhá. Cái này là 390k bao ship ạ. 390 bao ship mọi người nhá. Đấy mọi người mà yêu thích mã số nào thì liên hệ nhà vườn bên em nhá, theo số điện thoại là 0945 827 636 nhá để được tư vấn và hỗ trợ. Đấy nhà vườn em cảm ơn mọi người rất là nhiều.